Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp điện tử. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có thể thành hiện thực khi năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử khắc phục được những điểm yếu và đáp ứng được đòi hỏi của các công ty đa quốc gia. Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, thời gian qua, sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử có sự tăng trưởng khá. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 44,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 24% so với năm 2019 và chiếm gần 15,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử hiện nay chiếm tỷ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí. Trong đó, công nghiệp vi mạch bán dẫn chiếm tỷ lệ trên 70%. Có được sự phát triển này là do Việt Nam thu hút được một số hãng điện tử lớn như Samsung, Canon, LG, Panasonic. Rất nhiều những cái doanh nghiệp điện tử FDI mà có chất lượng và đầu chuỗi đã vào Việt Nam thì nó tạo cơ hội, sức lan tỏa cho các cái doanh nghiệp Việt để có thể trở thành những cái nhà cung ứng cho những doanh nghiệp đầu chuỗi đó. Và cụ thể như là Samsung thì đã có những cái chương trình đào tạo với các cái doanh nghiệp nội địa, bồi dưỡng doanh nghiệp nội địa đồng thịnh vượng để trở thành nhà cung cấp cho họ. Thế rồi có những cái chương trình tương tự như vậy của hãng Canon Việt Nam. Thế rồi các cái hãng Nhật Bản khác như là Brothers của Nhật tạo được những cái cơ hội cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp Việt để tham gia chuỗi cung ứng cho họ. Thế thì đây là một cái tín hiệu rất là mừng. Hiện có tới 200 doanh nghiệp Việt Nam đang là nhà cung cấp cho Samsung. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện nay vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng hơn 10%. Các sản phẩm điện tử trên thị trường Việt Nam đa số là hàng nhập khẩu hoặc lắp ráp trong nước bằng phần lớn các linh kiện nhập khẩu. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước đã tham gia vào chuỗi giá trị của ngành, song đa số mới cung cấp các sản phẩm đơn giản có giá trị, hàm lượng công nghệ thấp. Thêm vào đó, dịch COVID-19 cũng đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử khi mà chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng. Công ty Duhan thì không chỉ cái thời điểm này chúng tôi mới quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng tôi nhiều năm nay đã chú trọng tới cái việc chất lượng để phù hợp với thị trường. Chúng tôi đã tham gia cái chuỗi bán hàng từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, như Malaysia, hay là gần đây nhất thì chúng tôi có cái chuỗi đại lý ở Trung Đông. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế thúc đẩy các doanh nghiệp FDI, đưa ra những chính sách hỗ trợ cho các nhà cung ứng nội địa và bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng rất nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh để gia nhập vào chuỗi cung ứng của các FDI. Đơn cử như đối với Samsung Việt Nam, số nhà cung ứng cấp 1 thuần Việt đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, hay Canon Việt Nam cũng đã liên tục tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam để tăng tỷ lệ nội địa hóa. Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp điện tử tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Công Thương thường xuyên có các hoạt động kết nối, tăng cường xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động hội chợ triển lãm chuyên ngành. Gần đây, nhất là triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản lần thứ 9 SIE 2021 và triển lãm công nghiệp quốc tế về công nghiệp chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam VME 2021 do Bộ Công Thương và Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản ZCHO tổ chức dưới hình thức trực tuyến đã đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam Nhật Bản và các quốc gia và vùng lãnh thổ trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia vào thị trường cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Công Thương tin tưởng rằng chuỗi sự kiện tổng hợp này sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, học hỏi các xu thế mới của thị trường, các thành tựu đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng đến từ Nhật Bản và quốc tế, đóng góp quan trọng cho những bước chuyển mình mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì, tạo cơ hội cho doanh nghiệp các bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với nhau thông qua các chương trình triển lãm, hội thảo và kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến trong tương lai. Để chủ động và phát triển nhanh bền vững cho ngành công nghiệp điện tử, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã và đang rất tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Điển hình là phối hợp với Hàn Quốc xây dựng Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc VITAS, liên kết với Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản METI triển khai các hoạt động hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử trong thời gian tới.
Còn về phía các doanh nghiệp điện tử, các chuyên gia công nghiệp hỗ trợ cho rằng doanh nghiệp cần chú trọng hơn tới việc xác định các sản phẩm cốt lõi, có sức đột phá để thúc đẩy ngành điện tử phát triển nhanh và hiệu quả hơn nữa. Mỗi doanh nghiệp cần tự xác định cho mình những phân khúc sản phẩm và khách hàng phù hợp, đồng thời cần tính đến khả năng đón đầu xu hướng tiêu dùng và phát triển công nghiệp chung của thế giới. Những yếu tố này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tập trung các nguồn lực để phát triển sản phẩm có năng lực cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.